Hello xin chào tất cả các bạn hôm nay trở lại với các bạn với uh, lớp học tiếng Pháp uh, trên kênh của mình uh, cuộc sống mình Pháp lớp học số uh, 31 uh, kỳ thứ 31 này mình sẽ làm cái phần 3 của uh, cái uh, vấn đề COD và COI uh, cũng như mình đã cắt nghĩa trong cái bài 29 và bài 20 30 thì cái COD và COI thì các bạn cũng quen rồi À, thì nó có à, một cái phần 3 này, nó nói về à, một cái vấn đề, à, một cái vấn đề, à, mình cho một cái thí dụ, à, à, mình không có trở lại, à, các bạn ôn lại cái COD với COI, mình không có trở lại cái cái giải thích này nữa. Thì mình cho cái thí dụ như là bây giờ à, mình nói là bạn Marie, <laughs> Marie donne un stylo à sa sœur Marie donne un stylo à sa sœur. Thì cái câu này có nghĩa là cái bạn Marie đưa uh, cho một cái cây viết cho uh, chị của Marie, uh, chị ha uh, em, em gái uh, sa sœur uh. Thì uh, cái này uh, thì uh, mình có thể nói uh, vắn tắt mình thế cái stylo tức là cái COD À, và asaer là cái cos tức là cái coi à, tức là mình à, mình mình đã giải thích rồi thì các bạn xem lại thì các bạn sẽ hiểu à, mình có thể thế hai cái này à, hai cái 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 này bằng những cái phonon. tức là mình nói là Marie. tại vì cái này là COD, thì cái silo thì mình sẽ nói là Le. tại vì nó giống được ha giống được Le thì cái COD bên nằm bên đây nè các bạn coi cái 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 bảng bên đây nè thì nó có chữ lơ ở đây ha lơ hay la hay giống cái thì nói la còn giống đực thì thì nói là lơ thì uh, cái Mary uh, đưa cái uh, cho cái stylo cho bạn uh, cho chị của của Mary thì nói vắng tắt tức là mình bỏ cái cái chữ này thì mình dùng cái pronoun mình đưa ra đằng trước cái vẹt và uh, tức là cái vẹt doni uh, tức là marie le don uh, mình lấy cái cod mình đưa ra trước thì cái cod đây là le donne, à sa thì cái này là một cách nói mà mình đã bỏ cái 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 cod bây giờ nếu mà mình không có muốn bỏ cod mà mình muốn muốn bỏ cái coi thì mình phải nói là mình thay thế chứ không phải bỏ mình nói là uh, COI tức là bên đây thì mình phải dùng cái chữ lui lui đến uh, don stylo các bạn hiểu không tức là cái câu đầu này á, mình thay thế cái stylo thì mình phải đem cái 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 asa xưa này nó còn nằm y y, y một chỗ ha. rồi cái câu thứ nhì này á thì mình thay thế cái asa mình thay thế cái ecos thì nó sẽ thành cái lui thì cái cái chữ stylo này nó cũng nằm vẫn nằm y cái chỗ Rất là nó nằm sau cái động từ đó là những cái gì mình đã khắc nghĩa trong cái những cái bài kỳ rồi nhưng mà nó có một cái vấn đề là nếu mà các bạn muốn bỏ vừa cái COD và vừa cái COS muốn thay thế hai cái hết thì các bạn có Marie ở đây rồi các bạn có cái động từ ở đây Don't tại vì mình lấy hai cái đó rồi hai hai cái này cái COD nè rồi cái này là cái COS ha các bạn nhớ ha mà mình bỏ nó mình thay thế thì mình phải đem nó ra đằng trước mình phải đem nó ra đây ở đây vị trí vị trí một với vị trí hai nhưng mà cái vấn đề là mình để cái gì ở đằng số 1 và cái gì đằng số 2 thì mình mình để le lui don hay là lui le don các bạn các bạn nắm vững ha. Cái này là mình 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 đang phân tách ra cái vấn đề là các bạn muốn thay thế một cái thì mình đã cho cái thí dụ ở đây. Ở đây. Các bạn muốn thay thế một cái thứ nhì thì mình cho thay thế cái cho cái thí dụ ở đây. Nhưng mà bây giờ các bạn muốn thay thế hai cái cái tức là cái vừa cái COD và vừa cái COS thì nó có cái vấn đề là để cái nào cái chữ phụ nôn nào đằng trước và để cái chữ phụ âm nào ở đằng sau thì cái này rất là nhiều bạn học uh, tiếng pháp đều lộn uh, rất là lộn rất là thường bởi vậy mình mới uh, làm cho các bạn cái bài này nó rất là thiết thực và nó sẽ giúp cho các bạn cái bài này để cho giải quyết cái vấn đề này nó mang tên là tam giác nông dân và mũi tên phản vua. Ok. Thì mình vô đề và cái bài này thì các bạn sẽ từ từ sẽ hiểu tại sao nó tên là mũi tên phản vua hay mũi tên giết vua. À, là nó từ cái vấn đề mà hồi nãy mình đặt ra, tức là cái hồ nông, hai cái hồ nông thì cái nào phải đi đằng trước, cái nào phải đi đằng sau. À, để cho các bạn à, quen quen với cái đó thì à, bây giờ mình cho cái thí dụ nhỏ je ressemble là mon père tức là tôi giống ba của tôi. Hai chữ S tôi xong à mon père. Thì cái này à, à mon père. Cái này dễ quá thì cái này là COD COI, xin lỗi, COI tức là mình nhìn nhìn qua cái uh, cái bên uh, cái này là mình đã phải học thuộc lòng hết rồi ha à, à, tại vì nó không phải COD thì mình phải nhìn qua cái uh, cái bên phía tay mặt này thì rơ thì là rơ lui cái xong rồi thì cái này các bạn phải làm đi làm lợi cho nó nó quen thuộc rơ lui cái xong rồi tại vì mình thấy cái album à pe bằng chữ bằng cái phônon uh, lui uh, Uh, làm lại một cái thí dụ nữa Paul vend un téléphone à son ami un téléphone là COD à son ami là COS tức là COI tức là làm trước thì nếu mà mình muốn thay thế cái COD Tức là mình bỏ cái chữ telephone Mình thay thế cái chữ telephone Thì mình phải nói pole Cái gì đó Cái 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 pronoun mà nó thay thế vong. Phải không Tại vì mình muốn uh, Cái 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 cái, cái um, Phần đầu đó Là mình bây giờ mình muốn Thay thế cái COD này Tức là cái chữ telephone Tức là cái chữ telephone Nó sẽ biến mất Nó sẽ được thay thế bằng Một cái pronoun gì đó Đây là mình làm cái cái chéo đây nè nhưng mà cái C, cái COS này nó còn vẫn vẫn còn, ý, còn ý nguyên tại vì mình không có muốn thay thế nó đó thì mình biên lại cái COS đó là, là nằm đây tức là cái COS tại vì mình đặt cái vấn đề là mình muốn thay thế cái COD không thì cái COD mình nhìn bên phía cái cái cái, cái bên phía tay trái này thì nó là nó là gì telephone là giống đực thành ra mình phải để đây là lừa Paul Levon à son ami tức là cái chữ lơ này nó thay thế cái 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 COD là cái telephone bây giờ mình không có muốn thay thế cái COD mà mình muốn cái thay thế cái COS thì mình phải để Paul cái gì đó cái chữ pronoun mà nó sẽ thay thế cái COS ờ, vốn thì mình nếu mà mình thay thế cái COS tức là cái chữ Atsunami thì cái COD này mình để nằm yên đó mình không có thay thế thì mình phải biên trở lại vâng and telephone ha, các bạn hiểu rõ trong cái thí dụ này thì Paul cái gì đó, vong and telephone tức là cái gì đó nó thay thế cái cos tức là astronomy, tại vì cái này mình muốn làm như vậy thì mình qua cái bên phía bên bên phía tay mặt này, mình coi coi cái astronomy mình đã thay thế bằng cái gì, được cái gì thì mình thay thế bằng chữ lui là nó thay thế, cái chữ lui này nó thay thế cái à tsunami. Hả? Còn cái telephone này mình để y như vậy tại vì mình không có muốn thay thế CUD. Thì cái này một cái 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 câu số 1 là mình thay thế cái CUD tức là telephone bằng chữ l. Cái câu số 2 là mình thay thế cái COI là tsunami bằng chữ lui Và cái câu thứ 3 thì mình thay thế hai cái hết thì mình phải để Paul vong mà mình thấy hai cái thì đây nó có hai hai cái cái chỗ thì cái telephone là le và cái sonami là lui, tức là Paul le lui von à, tại sao le lui vong mà không phải là lui le vong à, tại sao không có đảo ngược lại? Thì bây giờ mình giải thích cho các bạn à, cái mũi tên phản vua. Uh, đây là một cái sujet thì mình biên ở đây là me te se nu vu mình biên cái này số 1 mình biên ở đây le la le đây mình biến số 2. Mình biến ở đây. Lui. Lờ. Mình biến số 3. Mình biến ở đây. Y. Crack. Mình biến số 4. Và mình biến ở đây. On. Mình biến số 5. Thì cái sujet này á. là một cái danh từ hay một cái đại từ. Còn ở đằng sau này á thì mình có cái vẹt, mà, tức là cái động từ. Mà cái động từ mình đã nói nhiều lần với các bạn rồi. Cái động từ là là ông chủ, là ông vua. Thành ra mình nó rất là quan trọng tại vì trong một cái câu đó thì nó sẽ là một cái cái chủ chốt. Uh, để cho mình hiểu cái câu đó là cái gì ha thì cái này là ông vua ok thì các bạn thấy đây á mình biên vậy á từ cái sujet này á nó móc nối ra ha một cái mũi tên mà mũi tên này nó có cái đặc điểm á là nó đâm dồn ông vua tức là cái mũi tên phản vua à, mũi tên giết vua giết nghe giết thấy nghe thấy quê ghê, ghê quá thành ra mình để cái mũi tên phản vua tức là cái cái suy này này cái người đại từ danh từ này á, nó phản vua và nó lấy cái mũi tên này à, để nó đâm ngay ông vua rồi các bạn nghe kịp không thì cái mũi tên này á, là có một hình tam giác và họ kêu rằng tam giác tam giác của nông dân à, thì cái nông dân này mình đặt ra tại sao nông dân tại vì cái này nó là hồ nông tức là tất cả những cái biên mình mình, mình điên biên trong này nó là hồ nông à, cái chữ hồ nông này nó 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 viết dính dính với nhau nó viết như vậy à, mà mình cái hồ này á mình khi khi mà nói hồ thì bên Pháp này nó nghĩ tới là một cái nghề nghiệp tức là cái profession tức là nghề nghiệp các bạn nghe kịp không rồi nghề nghiệp ha còn cái nông á thì nó làm như cái chữ nông thành ra nghề nghề nghiệp mà là là làm nông thì là nông dân chứ còn gì nữa phải không ok thì đó là một cái tam giác của cái pronoun là mình dịch nó dịch uh, dịch uh, dịch chơi nha dịch chơi chứ không phải là cái này dịch không phải là dịch trong uh, sách từ từ điển uh, là cái tam giác của nông dân và cái tam giác này là cái mũi tên thì các bạn thấy đây là số mình tại sao mình để số 1 số 2 số 3 số 4 số 5 tức là đây là những cái thứ tự ý chết màu rồi bậy làm 73 sơ nu vu Yeah, lại là... ok thì số tại sao mình à, mình à, mình để số 1 2 số 3 số 4 số 5 đây là những cái thứ tự à, của những cái phonon phonon này nó đứng hàng thứ nhất cái phonon lơ le, la lê này nó đứng hàng thứ hai hoàng Luy lơ này nó đứng hàng thứ ba và thường là phonon y này nó đứng làm thứ tư và phonon on uh, này nó đứng hàng thứ năm à, nó đứng cái hàng chót cái, trong cái vị trí À, có một cái nữa các bạn uh, biết để các bạn, uh, các bạn nhớ luôn uh, tại sao mà bây giờ uh, cái này uh, mình phải học thuộc lòng uh, cái tâm giác này mơ tơ sơ u rồi tới lơ -la, la lê rồi tới lui lơ nhưng mà cái y với cái, cái, cái on này cái y với cái on này á uh, thực thường mình hay lộn mình hay lộn uh, mình hay lộn là mình uh, quên là mình để cái on ở đằng trước hay uh, y khác đằng sau tại vì nó có một chữ à uh thành ra nó hay lộn lắm ha với lại có nhiều khi chữ y khách mình thấy có con mình thì mình quất nó ra làm sao tức là mình thay vì mình để y khách on đó thì mình để on rồi tới y khách sau trong cái buổi tên của mình đó là sai thì làm sao để mình nhớ là cái y khách nó nằm ở đằng trước mà chữ on nó nằm ở đằng sau tức là y khách nó nằm ở đằng vị trí số 4 và on nó nằm vị trí số 5 thì tại vì cái y khách đây các bạn thấy nó có cái chân nó rất là dài ha? mình dạy như vậy cho các bạn nghe các bạn nhớ luôn nha thành ra nó uh, với ăn này nó, nó nó không có cái chân gì hết nó nằm rất là nhỏ thành ra nó mới nằm trong cái mũi này được ok còn cái y khách này nó chân chân nó rất là dài thì nó nằm phải nằm ở đằng trước nếu mà các bạn quốc cái y khách này ra làm sao đó thì cái chân nó ló ra thì cái mũi tên nó có cái chân nó ló ra làm sao mà bắn được ok rồi thì bây giờ vậy thì các bạn nhớ tới già luôn là luôn luôn là các bạn phải để chữ y khách ở đằng trước và các bạn sẽ, sẽ để chữ ân ở đằng ở đằng sau đó thì các bạn đã nhớ cái 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 cái, cái tam giác cái cái mũi tên uh, phản vua này thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề của mình tức là mình nói uh, hồi nãy là uh, Paul von à son ami tức là Paul von téléphone mình biên lại cái cái uh, thí dụ uh, của hồi nãy Sonami. thì bây giờ mình Sonami thì COS Antiphone là COD thì bây giờ mình có mình thay thế hết hai cái thì mình dùng cái cái mũi tên phản vua này thì mình biết là mình phải có cái gì để thay thế cái 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 COD và một cái gì để thay thế cái cus à, và chữ cái động từ tức là ông vua nó nằm đây à, thì bây giờ mình biết là mình nhìn trong cái cái một cái mũi tên này thì mình thấy cái chữ lơ nó phải đứng trước cái chữ lui các bạn thấy không tại vì cái chữ lơ nó nằm hàng thứ hai thấy chưa rồi cái chữ lui nó phải nằm vị trí thứ ba tức là nó phải đi đằng sau thành ra bắt buộc mình phải để lơ lui vân các bạn hiểu chưa ok thì cái này mình nói là mình dùng một cái trong cái hàng thứ ba cái thứ hai xin đổi và một cái trong cái hàng thứ ba tức là lơ ngay cái hàng cái cái hàng cái hàng thứ hai và lui ngay cái hàng thứ ba đó thì uh, nếu mà các bạn thuộc và biết cái uh, cái bảng này uh, thì các bạn sẽ đặt cái vị trí nó không có lộn nữa vì cái lơ lơ la lê nó đứng luôn luôn đứng trước lui với lơ uh, thành đã các bạn nhớ làm uh, như, như thế uh, Jean raconte une histoire à sa fille. raconte une histoire à sa fille. tức là euh, Jean kể một câu chuyện cho cô con gái của Jean. Jean raconte une histoire à sa fille. Thì nếu mà mình thay thế une histoire à sa fille, à sa fille là coi thành ra mình phải để thay thế bằng chữ lui và Uniswa là COD mình nhìn bên cái cái colon bên COD đây mình phải thay thế chữ Uniswa tức là giống cái bằng chữ la thì các bạn nhìn trong cái tam giác phản vua thì cái chữ la nó nằm vị trí số 2 và cái chữ lui nó nằm vị trí số 3 tức là cái câu này nó cũng là một cái dạng 2 cộng với 3 tức là một cái trong vị trí số 2 và một cái trong vị trí số 3 thì mình chỉ cần lấy cái thằng răng này xuống đây và mình chỉ cần lấy cái thằng à, vua ra tuốt đằng sau khác con đó cái này thằng vua tại cái vẹt bên nó là luôn luôn là ông vua ông vua vậy thì ghê quá à, thì đây đây nó có một cái à, để thay thế cái COD một cái thấy sai sự thì mình nhìn trên cái mũi tên phản vua này thì mình thấy là ở đằng trước tên nằm là số 2 và lui thì cái này cũng là như cái thí dụ của mình hồi nãy thì cái này cái câu này á là nó dùng cái một cái phụ nông ngay hàng thứ hai và nó dùng cái phụ nông ngay hàng thứ ba thì nó sắp xếp như vậy thành ra nó không có thể nào mà nó nói là lui la khắc con thôi được tại vì cái này mình đảo ngược rồi mình đâu có để lui đằng trước đâu Tại vì lui nó luôn luôn nó phải đi ở đằng sau của cái 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 cái, cái là thì mình nhờ cái cái bản mũi tên phản vua này mà mình mình mới biết được cái cái cách mà mình để đằng trước hay đằng sau. Bây giờ có hồi nãy giờ mình 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 dùng một cái dạng cái hàng thứ hai cộng với hàng thứ ba không à? lơ Lui Thì bây giờ mình cho các bạn một cái thí dụ cái hàng thứ uh, hàng thứ gì? Hàng thứ một, hàng thứ nhất cộng với hàng thứ bốn, hàng thứ tư. À, cái câu là il faut il faut que je m'habitue thì il faut que je m'habitue là mơ à? mi này nè là mơ tức là số 1 hàng số 1 y là hàng số 4 đó cái câu này là nó dùng hai cái phổ nông hàng thứ một và hàng thứ bốn tức là mình để một cộng với bốn hàng thứ một này tại vì mình dùng cái mơ mơ mà trước cái cái voi gen thì nó sẽ mơ mà trước cái voi gen thì nó sẽ thành m apostrophe tức là là mơ y thì thành thành mi y phu cơ mi habitu tức là tôi phải tôi phải tôi phải quen với cái chuyện này cái chuyện là cái chuyện tôi phải làm quen với cái chuyện này cái câu đó nó có nghĩa như vậy bây giờ mình sẽ cho một cái dạng một cộng với lại hai cái dạng hồi nãy mình cho một cái hạng một này cộng với đề 4 thì bây giờ mình sẽ cho cái dạng 1 cộng với hai tức là cái câu đó nói là il ne te la pas inutula donné tức là uh, Nó không có cho mày cái đó không biết đôi uh, cái gì Tại vì nó không có mình mình đã thay thế rồi là mình thay thế như vậy thì inutula donné thì cái này uh, các bạn thấy nó dùng cái uh, Cái tơ này là nó đứng hạng số 1 Thì uh, cái cái uh, L apostrophe này nó thế cho chữ l hay chữ la nhưng mà nó dùng hàng số 2. À, à, thí dụ như là cái câu này á, mình muốn cũng như là để giải thích cho các bạn hiểu thêm. Thí dụ như là các bạn nói giờ tôi muốn biết cái câu này mà cái câu chính nó là cái gì mà tại sao mà thay thế nó ra là la padone thì mình cũng có thể mình nói il uh, nơ no. uh, in uh, để coi in uh, uh Inapa in il in n'a euh, donné gì uh, un couteau đi một con dao un couteau à à qui à toi câu này nó không có đẹp lắm nhưng mà nó cái nghĩa tức là nó không có cho không có đưa một cái con dao cho mày thì cái chữ an của tô này á nó sẽ thành lơ siêu à toa nó sẽ thành tư thì mình nhìn trên cái cái bảng, cái bảng mũi tên phản vua này thì mình thấy cái chữ tơ này nó nằm hàng thứ nhất và cái chữ lơ này nó nằm hàng số hạng số 2 thì mình phải để in ne te là pardonner. Ok, cái đó là một cái ví dụ của cái một cái câu mà nó có cái dạng 1 cộng với đại 2. Bây giờ một cái câu mà nó có cái dạng uh, cái này nhìn lại cái này là những cái thí dụ vậy nha. 1 cộng với 5, 1 cộng với 5 là một cái câu gì? Nó nói là il sont né débarrassé. Il, il s'en est débarrassé. Là, nó, nó đã bỏ đi rồi. Nó đã bỏ đi cái đó đi rồi. Il s'en est débarrassé. Nó đã bỏ một cái việc gì đi, đi rồi. Thì các bạn thấy cái này á, là nó dùng một cái uh, số 1 cộng với số 5. Tại vì số 5 á, là chữ on. Hay là cái cuối. Và số 1 này á, nó dùng cái chữ sơ. Là chữ sơ mà apostrophe tức là sơ kế bên cái quả dây thì cái chữ s này này là nó là hàng số 1 và chữ on này nó làm số 5 thành ra cái câu này nó có cái dạng 1 cộng với năm trên kia uh, mũi tên phản vua của của mình cái này mũi tên phản vua này á, là phản vua đâm nhung vua là mình cái 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 này mình đặt ra để cho giảng giảng cho các bạn hiểu lẽ nha các bạn đừng có vô uh, lớp học ông thầy được các bạn của lớp học của các bạn được các bạn nói ở ờ, tôi học được ở đâu ở trên ở trên mạng có mũi tên phản vua là không có ai hiểu cái gì hết đó nha tại vì cái này là mình đặt ra nha mình làm cho các bạn hiểu cho nó rõ rõ ràng với lại cho nó nó vui vui cho các bạn học không có chán tại vì học học mà trong lý thuyết hoài rất là chán à, bây giờ một cái thí dụ nữa cái dạng 2 cộng với 3 2 cộng với 3 là cái gì? 2 là mình có le, la, le. Và số 3 là mình có lui, leur. Thì một cái câu mà nó có dùng cái cái dạng 2 cộng 3 là tu, le, lui, rend. Tức là mày trả nó cái cái việc cái đó. Le là hàng thứ hai và lui là hàng thứ ba. Tu, le, lui, rend là mày trả nó. Nó là cái lui lỗi rồi mày mày trả mày trả nó lơ là cái đó mày trả cái đó cho nó cái đó là cái gì đó mình không biết cái này là mày mày trả cái đó cho nó tu le lui hon thì tùy cái câu trước thì mình nãy mình nói cái câu này giảng 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 tiện thôi thành ra mình không có biết trừ khi người ta đã nói mình cái câu đằng trước thì mình mới biết thì cái đó là cái dạng 2 cộng 3. Và cái dạng 4 cộng 5. Tức là mình dùng cái y khác. Y. Và mình dùng cái chữ on. Là một cái câu. Il. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Thì các bạn thấy cái chữ y này á. Đối với chữ on á. Thì cái chữ y nó luôn luôn nằm trước. Thì hồi nãy mình giảng rồi. Cái chữ y nó nằm đây. Cái chữ on nó nằm đây. Thì cái buổi tên nó mới xuống được. Ha, tại vì cái chữ y nó có cái cái chân dài thành ra các bạn nhớ một lần mà mình nói cái vụ mà cái chữ y mà nó có cái chân dài mà nó nằm ở đằng sau cái cái đầu mũi tên không được thì các bạn sẽ không có lộn nữa không có để cái chữ y ra đằng sau chữ on thì cái này là một cái thí dụ cho các bạn thấy cái này là cái dạng 4 cộng 5 cái câu này 4 cộng 5 ha, thì 4 cộng 5 đây là một cái thí dụ của một cái câu 4 cộng 5 và một cái một cái câu bây giờ một cái có cái dạng 3 cộng 5 3 là gì 3 là lui với lơ và 5 là gì là 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 ha huh? là on ha huh? Donc lui il leur thành ra cái câu đó nó, nó nói là il lui en faut il lui en faut encore. Tức là nó phải cần có thêm nữa thêm một cái gì đó nó cần phải có il en faut encore thì cái đó là mình thấy cái lui này là nó cái hàng số 3 và cái on này là nó sẽ số 5 uh, ok thì uh, uh, bây giờ làm sao uh, thì bây giờ mình à uh, Uh, mình đã cho các bạn những cái thí dụ này uh, bây giờ các bạn cũng rõ cái vấn đề mà cái uh, tam giác uh, nông dân với lại cái mũi tên giết vua và mũi tên phản vua là, là làm sao là làm sao uh, mình trả lại cái uh, thí dụ hồ trước uh, có người bạn hỏi mình j'ai une trousse? tức là tôi có một cái uh, túi để viết chị uh, của tôi uh, để, để viết của tôi j'ai une trousse, je prête Matrous à mon ami. Je prête matrous À mon ami. Tức là tôi cho cái cái túi đựng với chị đó. Của tôi cho người bạn. Thì cái mình tách rời cái COD là nằm đây sát sát ông vua. Tức là sát cái động từ. Và mình mình không có lặp lại cái câu Jean Trousse nữa. Tức là cái câu này câu đầu. Mà mình chỉ chú ý tới cái câu thứ nhì này. Je, je prête matrous à mon ami thì bây giờ mình dùng cái tam giác cái nông dân và cái mũi tên phản vua để mình à, lập ra một cái câu mà mình thay thế vừa CUD và vừa COS tức là CUI thì à, mình phải nói là sao thì Zenthus thì cái gì đó cái gì đó thứ gì rồi mới chữ pet cho mượn cho mượn thì uh, COD, tức là cái này uh, Matrus là giống cái, thì là chữ La. Còn Amonami uh, là COI, thành ra phải dùng cái chữ Lui. Rồi sau đó mình biết cái này COD là La, và COI là Lui. Thì mình coi trên cái tam giác, cái, phản vua, uh, cái mũi tên phản vua, thì mình thấy cái chữ... Uh, là đó nó có vị trí số 2 và je lui nó có vị trí số 3 tức là nó nằm sau thì mình cứ để vô đây je la lui prête tức là mình không có lộn nữa Ok. À, lúc mà mình, mình có hai cái pronom mà mình phải đặt trước cái động từ cái pronom la và cái pronon lui thì mình dùng cái tam giác uh, nông dân uh, và cái mũi tên phản vua để mình đặt cái vị trí nó cho trúng à, thì một khi mình đặt vị trí trúng rồi thì mình sẽ không bao giờ lộn nữa là các bạn sẽ cái đời của các bạn nó sẽ lên hương vì cái mũi tên phản ông vua này ok uh, ok bây giờ mình đã xong cái uh, cái vấn đề rất là một cái uh, vấn đề rất là lớn mà mình đã làm cho tới ba ba cái lớp học ba uh, cái lớp học là về cái vấn đề cod coi và nói chung là với dạy cos uh, những cái preposition uh, thì uh, các bạn thấy cái này đó uh, và những cái pronoun uh, pronoun nãy như mình nói là cái này là cũng như là cái uh, nông dân vậy đó thì uh, cái này uh, là trong cái chương trình mà học uh, tiếng pháp đó thì nếu mà không nó thiệt ra nếu mà không có dạy nghĩa mà uh, một cách uh, thiết thực với lại vui vẻ À, với lại à, cho các bạn những cái thí dụ đó thì nó thật ra thì các bạn hỏi những cái người học đang học tiếng pháp đó thì nếu mà học trên lý thuyết và học trên sách vở đó thì nó rất là khó học tại vì có nhiều khi mình không có hiểu và mình đọc sách hay là mình thầy giảng rất là rất là lẹ mình mình không có hiểu 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 rõ thì cái này là một trong những cái vấn đề lớn của những cái người cái người học học tiếng pháp thì mình mong là bây giờ chơi ba cái bài à, tự nghĩa là bài 29 bài 29 bài 30 và cái bài này bài, bài 31 này thì nó sẽ các bạn sẽ coi đi coi lại à, các, các bạn nào mới học thì chưa quen thì mới mốt sẽ đụng đụng độ với lại cái vấn đề này và các bạn nào nếu nếu mà nói chuyện mới giao tiếp với người Pháp đó thì cũng phải nên biết cái này tại vì mình sẽ đụng độ với cái này rất là nhiều à, mình đụng độ với cái này rất là nhiều thành ra các bạn cũng nên biết cái 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 vấn đề này à, và các bạn um, rõ rồi đó thì các bạn sẽ không có lầm và các bạn sẽ nắm vững luôn à, thì mình mong là với ba cái bài này thì các bạn đã hiểu rõ và các bạn biết cách sử dụng uh, tất cả những cái cái cái, uh, cái đi theo cái COD những cái pronoun đi theo cái COI tại vì mình đã học thuộc lòng rồi và bây giờ mình học thêm cái tam giác và cái mũi tên phản vua này để các bạn không có lộn nữa. Thì sau sau cái cái bài 31 này thì mình sẽ trở lại với những cái vấn đề nó 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 gần gũi với lại những cái cuộc giao tiếp thường ngày ha với lại những cái bài mà nó gần gũi với những cái người mới học tiếng Pháp hơn tại vì cái này mình ra hơi ngoài lại một chút xíu nhưng mà nó rất cũng rất là rất cũng ra cái cái bài này nó cũng rất là thú vị à, cho những người nào muốn muốn học và đang học tiếng Pháp à, à, muốn muốn biết thêm nhưng mà nói cho ngay thì nó cũng hơi khó, nó hơi khó cho những cái bạn nào mà mới vô học tiếng Pháp thành ra bắt đầu bài số 32 thì mình sẽ trở lại những cái vấn đề à, có thể là hoặc là mình nói về à, những cái à, bộ phận à, bộ phận trong cơ thể à, những cái bệnh 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 hoạn hay là đi bác sĩ à, bị cái gì đó à, thì mình sẽ cắt nghĩa cho các bạn làm một cái bài à, về cái này ha. À, có thể là mình có nói về những cái à, um, sao à, một cái bài về những cái cảm giác của hay là những cái cảm xúc cái cảm xúc của 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 con người, tức là mình phải diễn tả những cái lúc mình vui, mình buồn, mình giận, mình hờn, mình mình không có cái chuyện gì đó mình muốn nói với người khác là cái tâm trạng, cái tâm trạng cái cảm xúc của mình nó ra thế nào thì mình cũng phải cần có những cái từ vựng để cho mình biết mình mình nói chuyện ha. Rồi À, cũng có thể là mình nói về một cái vấn đề Thí dụ như là à, những cái người bán hàng à, bán hàng ở trong một cái tiệm bán đồ mà gặp người Pháp thì có nên nói những cái câu gì thì mình sẽ trở lại những cái cái gì nó 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 thích hợp cho những cái người mới học tiếng Pháp và muốn nói chuyện À, để à, giao thiệp à, dễ dàng với lại à, những người bạn pháp mới mới quen của họ hay những người à, mới qua bên đất pháp và mới bắt đầu à, học tiếng pháp thì cái cod COI thì nói ra thì sẽ rất, rất là cần dùng cho họ nhưng mà họ thì cũng rất là khó à, cho họ à, bây giờ thì cái à, mũi tên phản vua này À, đã xong rồi thì bây giờ mình à, mình à, mới nói về các bạn à, về cái à, vấn đề của cái bài số 32 đó à, cái, à, mình lại đây là bài số 31 thì cái bài 32 thì các bạn cũng như thường lệ các bạn à, có muốn cái gì đó thì các bạn à, cho một cái à, ý kiến à, cũng như là bầu vậy đó bầu bầu về cái à, một cái uh, mục nào đó thì mình sẽ làm cái bài 32 về cái đó mình uh, muốn nói thêm với các bạn là một cái uh, một cái vấn đề nữa uh, đôi khi uh, có nhiều khi uh, nhiều các nhiều bạn nó cũng gửi uh, nhắn tin cho mình trong lời bình luận hay trong Facebook thì cũng hỏi nhiều cái câu rất là uh, về một cái vấn đề rất là đặc biệt ha, một cái vấn đề riêng thì có cái là nếu mà muốn cần mà cái dịch ra một cái gì đó, uh, dịch một cái cái, cái cái bài gì ra đó thì mình cái này mình không có làm, mình không có làm tại vì cái cái dịch ra đó thì nó không có thích hợp cho tất cả mọi người uh, và những cái câu hỏi của các bạn đó thì mình sẽ đọc hết, ha? nhưng mà mình sẽ uh, lọc lại uh, và mình sẽ kêu bằng uh, mình sẽ lựa những cái câu nào mà nó có thể mình có thể làm một cái bài mà uh, có thể giúp cho một số thật đông của các bạn, của bạn của những của những bạn ở trên kênh YouTube, bởi à, vì có nhiều cái vấn đề thì mọi người đều cũng muốn. Còn nếu mà cái vấn đề riêng một cái vấn đề nhỏ hay là khó các nghĩa thì thú thật với các bạn thì tiếng Pháp nó mình muốn học dễ thì cũng học được, mà mình muốn học rất là khó mà mình học những cái gì mà mai mốt mình đã ra trong đời mình không có bao giờ mình sử dụng thì nó cũng cũng được, nhưng mà nó rất là vô ích. Uh, theo theo những cái chương trình mà mình muốn lập ra để cho giúp những cái người mà mới nói tiếng pháp uh, thành ra có nhiều khi mình học uh, đồng dòng á, thì nó rất là mắc công và mình rất là mau nản nản chí tại vì vừa khó mà vừa không có áp dụng mà vừa không hiểu thành ra mình không có vô những cái vấn đề mà khó quá những cái có nhiều cái câu hỏi của các bạn á, thì mình biết mình biết là các bạn muốn cái gì nhưng mà nếu mà mình muốn cắt nghĩa ra cho các bạn đó thì nó rất là dài dòng và nó rất là khó à, thành ra cái đó mình không có mình không có làm mình không có làm được à, mình mình để cho để dành cho những cái người mới học tiếng pháp à, và những làm những cái bài cho dễ dễ cho mọi người đều có thể à, thành công trong cái cái việc học tiếng pháp trên kênh của mình à, vì sao Uh, người Việt uh, người Việt Nam của mình uh, lúc mà mới vô học tiếng Pháp hay uh, về cái vụ COD và CI nó hay nó hay rối nó hay rối và nó hay lộn tại vì uh, có nhiều khi mình dịch một cái câu tiếng Việt ra một cái câu tiếng Pháp. Mình cho các bạn một cái câu thứ dư là tôi trả lời ba tôi tức là je réponds à mon père. réponds thì mon père thì các bạn thấy ở đây nó rõ ràng là nó có chữ a là các bạn nghĩ đó các bạn biết nó là coi rồi nhưng mà nếu mà các bạn lấy cái câu mà cái dịch ra đó tôi trả lời ba tôi cái cái câu này các bạn cũng cũng nói thường phải không thì cái cái này là cái động từ ha? ba tôi làm là cái um, như là mình coi nó sát cái động từ thì cũng như là tôi trả lời ai khi ba tôi thì nếu mà các bạn lấy cái câu này mà, mà tiếng Việt á thì cái chữ ba tôi này thì nó nó có một cái tính cách COD hơn là COI các bạn đồng ý không tại vì tiếng Việt thì mình không có nói là tôi trả lời uh, với ba tôi hay là tại vì nó nó cái tiếng Việt mình nó khác. Thấy không? Thành ra mình không có nói tiếng Pháp là je réponds Ê, xin lỗi. À, mình nói nếu mà mình 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 dịch mà 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 từ chữ ra đó je réponds mon père. Thì nếu mà bắt các bạn nói je réponds mon père đó, thì cái chữ mon père này nó giống như cái dạng CUD tại vì nó không có chữ a. Nhưng mà cái tiếng Pháp lúc mà dịch ra thì nó bắt buộc có chữ a thành ra nếu mà các bạn lấy một cái câu tiếng Việt mà các bạn dịch ra tiếng Pháp á, mà các bạn hiểu cái tiếng Việt á, nói phân tách cái tiếng Việt á, thì các bạn lộn cái COD với COI nhưng mà nếu mà các bạn lấy cái cái câu tiếng Pháp này như mình đã lấy thí dụ thì các bạn thấy cái câu cái câu là tôi trả lời ba tôi là nó phải là je à mon père thì các bạn không có lộn là cái cái đó là COI nữa cái ví dụ thứ nhì thì giờ là tôi cho chị tôi cho cho cái gì đó cho một cái món đồ gì cho cho chị tôi cái gì cái gì đó hả mình không có nói tiếp ha thì cái này là je donne à ma sœur à ma sœur je donne à ma sœur tức là cái này là co à, còn nếu mà tôi nói tôi cho chị tôi không cái này á thì nếu mà các bạn các bạn dịch ra cái uh, dịch uh, cái bằng nói uh, hiểu bằng tiếng việt đó, thì cái này nó có cái dạng cod tức là nó mình tưởng nó là cod nhưng mà nó là cu đó bây giờ mình nói cái khác nữa rồi mình sẽ trả lại cái vấn đề này cái vấn đề này uh, một chút nữa một chút nữa mình sẽ trả lại cái vấn đề này nó có một cái khác nữa nó hơi cũng cũng, cũng khó tôi đợi người bạn cái này mình cũng nói thường phải không tôi đợi người bạn đó, tôi đợi người bạn. Thì cái câu này mình tiếng Việt thì mình thấy tôi đợi người bạn á mà nó à cái này nó có cái dạng như là COD tại vì nó nằm sát. Tôi đợi ai? Tôi đợi người bạn. Ha, thì cái này là mình có cái dạng COD mà mình dịch ra tiếng Pháp là j'attends un ami. Thì cái này quả thật là nó là COD tại vì j'attends qui? J'attends un thì cái câu này thì mình nghĩ nó là COD. Tại vì mình coi cái câu tiếng Việt mình nghĩ là COD. Mình dịch cái câu trúng ra tiếng Pháp là nó là COD. Thành ra các bạn thấy có nhiều khi mình cái tiếng Việt mình á, tiếng Việt á là mình tưởng nó là COD mà mình dịch ra tiếng Pháp á là nó là COI. Còn có nhiều khi mình cái câu tiếng Việt của mình á là mình tưởng nó là mình nghĩ nó là COD, mình dịch ra tiếng Pháp nó cũng là COD thành ra cái chữ cái câu cái cái cách mà ghép những cái chữ để làm một cái câu bên tiếng pháp á, nó khác cái cách mà ghép chữ uh, của của tiếng việt thành ra nếu mà mình, mình 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 lấy một cái câu mà mình dịch ra tiếng việt á, rồi mình 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 mình, mình bắt đầu mình nói cái đó là cod hay coi đó thì mình rất là bị sai lầm ha. thì tại vì một trong những cái là mình dịch ra tiếng việt rồi mình mới bắt đầu mình mới coi cái đó là COD. Mình phải suy nghĩ và mình phải đọc theo, mình phải suy nghĩ theo cái cách ghép câu của người Pháp. Chứ mình không có được dịch ra rồi mình tìm cái đó là COD, COD. Thì các bạn nhớ cái đó là một cái bài học rất là lớn là các bạn sẽ sẽ ít có lộn hơn. À, bây giờ mình nói Je mange avec Pierre. Thì cái này là cái gì? Cái này là cui ha tại vì je mange avec qui thì je mange avec Pierre ha avec Pierre là có cái preposition avec tức là cái đó là COI. thì nếu mà mình dịch ra tiếng Việt là tôi ăn cơm tôi ăn hay là tôi ăn cơm uh, với Pierre ha thì tại vì có cái chữ với này á nó mới cho mình nghĩ là cái này nó cũng cái dạng COI. Nhưng mà mình muốn nói là đôi khi nó là như vậy, dịch ra tiếng Pháp. Nó thật là như là mình đã đoán. Nhưng mà đôi khi là tại vì cái câu, cái cách ghép câu nó khác. Thành ra đôi khi mình dịch ra đó thì nó lại là COD hay là nó là một cái gì khác. Thành ra đừng có dịch nữa. Đừng có dịch ra tiếng, đừng có lấy cái câu tiếng Pháp rồi dịch ra tiếng Việt. Rồi mới nghĩ đó là cái đều Suy Ok. Rồi một cái vấn đề chót Uh, cái này không phải vấn đề nữa nhưng mà cái này nó cũng hơi vui vui uh, là lúc mà các bạn uh, lúc mà các bạn nói chuyện đó, uh, bây giờ mình mình cho các bạn cái thí dụ này nha uh, ok mình cho các bạn cái thí dụ này bây giờ các bạn biết tiếng pháp đang học tiếng pháp các bạn đọc cái câu này các bạn hiểu là cái gì Elle donne son chat. Elle donne son chat. Tức là bây giờ, thứ nhất á, là mình ở đây á, là mình mình nói về cái COD. Elle donne quoi? Elle donne qui? Elle donne son chat. Tức là cái này là COD. Tức là elle donne son chat là cô ấy cho cho con mèo của cô ấy. Cái câu này nó có nghĩa là gì? Tức là cái cô ấy uh, uh, khi bằng uh, đưa con mèo để cho cái người khác. Donne son chat tức là đưa một cái con mèo đó cho cái người khác, đem 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 con mèo đi cho người khác đó. Elle donne son chat à son père. Không có cái phẩy đây cũng được. Elle donne son chat à son père, tức là bây giờ nó có một cái co CUD và nó có một cái COS, tức là một cái CUI thì cái này là cô ấy cho con mèo uh, cho uh, con mèo cho ba cô ấy. Thì các bạn thấy đây á, nếu mà mình để cái câu này cô ấy đi, cô ấy đi cô nào đó không biết nữa. Cô ấy cho con mèo and don't xung xa ha? con mèo cho ba cô ấy. Phải không? Mình dịch ra dây thì mình cũng, cũng có thể nói vậy phải không? Thì thì Uh, tiếng Việt Nam thì mình hiểu được cô ấy cho con mèo cho ba cô ấy thì cái này nó có chữ cho và nó có chữ cho thì các bạn thấy đây nó có cái sự mâu thuẫn uh, là cái chữ cho này á, là nó tượng trưng cho cái vẹt doni à, cái 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 kia cái, cái động từ nê tức là don tức là cái chữ cho này nó có nghĩa là don doni đó tức là cho đưa đưa cho đó còn cái chữ cho này á là không có phải là cái động từ donate mà là nó là cái chữ mình thay thế cho cái chữ à phải không tức là các bạn thấy ở đây á là nó có một cái cái bảy tức là cái tiếng việt của mình á, nó dùng cái chữ cho để nó thay thế cái chữ donate và nó dùng cái chữ cho để nó thay thế cái chữ à song pe à à cái người nào đó tức là đưa cho một cái người nào đó à, thì hai cái chữ cho thì các bạn tưởng tượng coi bây giờ các bạn nếu mà mình đọc cái câu này cô ấy cho con mèo cho ba cô ấy thì các bạn không có vấn đề gì hết phải không? À, thú thật đi các bạn không có vấn đề gì các bạn hiểu mình mình muốn nói cái gì tại vì mình nói tiếng Việt Nam mình là người Việt Nam nhưng mà các bạn tưởng tượng như là các bạn ở trong một cái 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 tình trạng của một cái người Mỹ, một người Pháp mà đi học tiếng Việt Nam đi thì cái này dĩ nhiên là khó cho họ rồi. Các bạn thấy không? Tự nhiên nói là cho là donate. Rồi hồi cho ba cô ấy là cái gì? Thành ra mỗi cái thứ tiếng nó có một cái đặc điểm riêng của nó mà nếu mà các bạn có một cái người bạn Pháp, mà cái người bạn Pháp đó đang đi học tiếng Việt Nam mà các bạn lấy cái câu này các bạn dịch cho các bạn giải nghĩa cho họ đó thì mình 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 cá với các bạn đó là mà các bạn giải nghĩa là có nhiều khi họ không hiểu gì hết tại vì nó rất khó hiểu nhưng mà người việt mình đọc vô thì mình đã hiểu thì cái câu Don son sa à son pe là các bạn thấy nó có một cái bẫy thêm đó là mình mới vừa nói với các bạn rồi bây giờ tiếp tục thú vị nha thú vị nha el el don son à sa thì cái câu này nó không có nó nó kêu bằng uh, cái phrase incomplete tức là nó không có đầy đủ hết nó còn thiếu cái gì anh đôi là cái gì đó ha? phải không tức là cô ấy cô ấy cho con mèo của cô ấy cái nó hơi dài dòng phải không cô ấy cho con mèo của cô ấy để cho nó 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 nó, uh, nó rõ ràng chấm 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 cái gì đó một cái gì đó thì cái này á, các bạn thấy á, cái câu này tiếng pháp eldon à a xa thì tại sao nó hơi kỳ kỳ tại vì nó thiếu cái co d nó thiếu cái thì nó có một cái coi thành ra nó còn thiếu thiếu cái gì đó thành ra cái sự thiếu thiếu đó là mình không có làm cái câu trúng Hả? À, cái câu trúng là mình phải để cái l tức là cái 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 sujet hay cái đại từ à, cái vẹt mình phải để cái cod trước cái cos mình đã học trong bài số 20 số 30 rồi à, thì cái câu nó mới trúng còn cái này mình để cái cos và cui nha là mình để cái cui trước mà sau này mình không có thì mà thành ra thường thường mình phải nói uh, uh, El don uh, thí dụ như, du riz đi. Elle Tức là cái này COD à son xa. Thì nó nghe nó dễ, nó nó hạp với cái lỗ tai hơn. và nó, nó trúng hơn. Còn nếu mà mình nói elle donne à son xa thì nó hơi thiếu cái gì. Là mình thêm vô, nó, uh, mình thêm vô du riz. Elle donne à son xa du Thì mình nói vậy thì người ta cũng hiểu. Nhưng mà mình nói sai cái vị trí. Tức là cái du này mình phải để răng trước. Tại vì nó là cái CO, COD nha các bạn coi lại cái bài số 30 thì các bạn sẽ rõ thì cái câu này Eldon cái câu thứ nhất của mình á là mình nói uh, Eldon Sonsa. câu thứ nhất nè Eldon Sonsa là cổ đưa con mèo cổ để đem đi cho cho con mèo cổ mà mình chỉ cần thêm cái chữ à vô nữa thì thì nó thay đổi cái cái um, cái ý nghĩa của cái câu tại vì cái câu thứ nhất là sông xa đó ha nó là COD còn cái câu thứ ba này đó son a sông xa nó là cái COI thành ra cái chữ donne à sông xa tức là đưa cho con mèo mình một cái gì đó thấy không cũng cũng là một cái 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 vẹt của donne ha mà donne sông xa D là đưa đưa con mèo đi cho người khác còn đôi à son xa là là đưa cho con mèo của mình một cái chuyện gì đó thành các bạn coi cái cái vị trí và cái sauud uh, với C.U.I. nó rất là khác biệt và trong một cái câu mà cũng cùng một cái động từ thì nó là rất là khác biệt nó 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 làm cho cái câu đó có ý nghĩa khác biệt ha and à song Sa. Bây giờ câu thứ tư là eldon nó hơi kỳ kỳ nha, eldon son père. Bây giờ mình bỏ cái chữ uh, uh, mình lấy cái 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 cái, cái, uh, cái câu này nè mà mình không có được chữ A nữa, eldon son père. rồi mình thêm vô cái nữa song Sa. Thì cái câu này nó hơi kỳ kỳ. Tại vì eldon son père là cái gì? là không phải là cô ấy đưa cho ba cô ấy cái gì nha. Cái này là Eldon son père là cô ấy đi đem đi đem ông già của cô ấy đi cho người khác thì cái này cái, cái câu này nó kỳ kỳ. Eldon son père son sa. là các bạn thấy các bạn nếu mà các bạn đọc không có để vô à son pe ha à son xa hay cái gì đó. Thì cái này cái câu này cái câu câu thứ tư này nó có nghĩa là cái cô ấy đem cái ba cái người cha của cô, cô ấy đi cho người khác và đem con mèo đi cho người khác nó có nghĩa là như vậy Hả? tại vì cái này donner c u d là đem đi cho cho một cái gì và cái câu thứ năm elle donne à son père phải à son chat cái gì đó tại vì cái câu này thì cũng vậy hả mình để coi vô cái coi thì mình thấy thiếu thiếu cái gì tại vì thường thường phải phải có cái cod trước cái xe ha thì mình thiếu thiếu cái gì thì cái câu thứ năm này nó có nghĩa là cô ấy đưa cho ba cô ấy và cô ấy đưa cho con mèo của cô ấy rồi nếu mà mình ngừng đó thì người ta không hiểu gì hết đưa cho cái gì thì người ta nó sẽ hỏi bạn các bạn bạn làm cái câu mà các bạn chưa có nói hết cái câu của các bạn đưa các bạn nói cô ấy đưa cho ba của cô ấy và cô ấy đưa cho con mèo của cô ấy mà đưa cái gì mới được thì cái câu này nó thiếu thì mình thấy gì mình nói là du thì nói là cái câu này elle à son père à son chat du thì người ta sẽ hiểu câu này nhưng mà cái câu này nó rất là nghe nó chướng lỗ tai tại sao nó chướng lỗ tai nếu mà các bạn đã theo dõi mình tới cái cái bài số 31 này thì các bạn đã hiểu là tại sao là tại vì cái duri này nó tượng trưng cho một cái COD và cái COD mình đã nói mấy lần rồi cái COD này nó luôn luôn nó nằm sát kế bên cái cái động từ ở đằng sau cái động từ và nó nằm trước những cái COI tức là cái câu này các bạn phải nói elle donne du à son père phải à son chat tức là cô ấy cho cơm cho ba cô ấy ăn và cho con mèo ăn ok Đó, thì bây giờ đây là uh, cái phần cuối để chấm dứt cái uh, ba cái bài mà mình thấy rất là cũng rất là thú vị đã giảng dạy cho các bạn uh, những cái bánh lới những cái bí quyết và những cái cách để dùng uh, COD COI và COS uh, mong là các bạn cũng thích uh, thì với tất cả những cái thí dụ này à, thì mình mình nghĩ là các bạn sẽ thấy và bắt đầu hiểu được cái có nhiều khi mình làm cái lỗi tại vì mình có nhiều khi mình mình muốn uh, dịch ra hay là mình muốn mình không có hiểu rõ, mình có một cái động từ rồi mình không có thêm chữ à vô, mình thành ra mấy cái 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 cái, cái vụ mấy cái động từ đó thì mình sẽ làm nhiều cái bài và mình nói từ cái động từ tại vì cái nhiều cái, cái, cái động từ thế như là một cái động từ là pouvoir đi thì mình sẽ nói là cái đó cái 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 động từ pouvoir đó ví dụ như là chia động từ là je peux hay là cái gì 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 đó ha tu peux nous il peut gì đó nous pouvons gì đó rồi sau đó đó mình sẽ cho những cái bạn những cái thí dụ tại vì có nhiều cái động từ đó, nó có nó có tùy trường hợp nó có rất là nhiều cái thí dụ mà rất là hay mà nếu mà các bạn uh, dịch ra cái, cái 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 chữ pouvoir này là có thể làm một cái gì đó có thể làm một cái gì je peux là tôi có thể làm một cái gì đó thì có nhiều khi nó không có chính xác lắm nó trúng nhưng mà nó không có trúng hoàn toàn trong mọi trường hợp thành ra mình sẽ cho những cái thí dụ cho mọi trường hợp thì cái này thì sẽ có rất là nhiều những cái bài sau này về những cái động từ mà mình nói lại là mình sẽ lựa những cái gì mà nó thích hợp cho số đông phần đông của các bạn để cho các bạn có một cái sự hữu ích cho các bạn lúc mà các bạn theo dõi kênh mình nếu các bạn thích thì các bạn bấm cái like và có gì yêu cầu thì Ờ, nói trong nói với mình trong lời bình luận mình sẽ đọc hết những cái lời bình luận. Đôi khi mình không có thì giờ mình trả lời. Xin lỗi các bạn trước nhưng mà mình các bạn cứ chắc chắn là mình sẽ đọc hết những cái lời bình luận của các bạn. Ok. Thôi bây giờ mình ngừng đây cái bài này nó cũng rất là dài. rất vui khi đã hoàn tất cái hoàn thành cái ba cái bài 29 30 31 về COD COD, COI với lại COS à, à, kính chúc các bạn thật nhiều thật nhiều vui vẻ à, với, với lại gia đình thật là nhiều vui vẻ và hạnh phúc à, với lại thành công. À, hẹn các bạn kỳ sau với một cái à, một cái mục khác, khác à, và mình trở lại với, với những cái vấn đề nó hơi dễ dễ hơn một chút xíu. Uh, sau đó mình có thể nói về những cái vẹt động từ transitive intransitive và những cái cách dùng on uh, với y thì nó cũng rất là thú vị nhưng mà mình sẽ uh, uh, bắt đầu mình sẽ uh, trở về những cái gì nó nó hơi dễ dễ hơn cho những những người mới học tiếng pháp uh, uh, họ uh, họ có thể theo dõi uh, ok bây giờ thôi xin xin kính chào các bạn và uh, hẹn các bạn trong lớp học tiếng pháp kỳ tới uh, ok bye bye xin chào các bạn